tiếp tục với thử thách ở trong phòng với 100.000 con ruồi suốt 24 giờ để nhận 10.000 đô la. Lúc này ekip bất ngờ mang vào một cái quạt công suất cao làm cho bọn ruồi rối loạn lên. Nhằm tăng thêm độ khó, ekip còn bắt chàng trai cởi áo và ngồi trên ghế trong vòng nửa tiếng. Anh chỉ còn cách nhắm mắt lại và đợi thời gian trôi qua, nhưng bọn ruồi thì bắt đầu bò lên trên người, gây ra cảm giác ngứa ngáy và khó chịu. Hết thời gian, chàng trai đứng dậy để làm sạch ruồi trên người và nói rằng nếu phải chịu đựng thêm một chút nữa chắc anh sẽ điên mất, cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng không, ekip lại đem đến một thử thách mới, một cái hộp kính bằng giấy và yêu cầu anh ta đưa đầu vào ăn hết thức ăn trước mắt. Khi mở ra, anh thấy một miếng thịt bò lớn, nhưng sau đó anh nhận ra điều không ổn. Phần dưới miếng thịt đã được nhồi một con bạch tuộc sống. Đối mặt với quyết định khó khăn, nếu ăn anh không thể nuốt nổi, nếu không ăn anh sẽ thất bại. Nhưng khi nghĩ đến giải thưởng, chàng trai đã cố gắng ăn nhanh mặc dù cảm giác không dễ dàng chút nào. Sau khi ăn xong, anh nằm trên ghế với cơ thể đầy mùi hôi nồng nặc. May mắn cuối cùng anh đã hoàn thành thử thách và giành được giải thưởng. Đây cũng có thể gọi là chi phí thiệt hại tinh thần cho anh ta.